Trong một video lan truyền trên mạng xã hội, được hãng tin AP kiểm chứng, cư dân từ các tòa nhà tại một khu vực ở Thượng Hải đồng thanh la hét sau khi bị phong tỏa 7 ngày. Nếu như mọi người cứ tiếp tục la hét thì sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Đâu là cội rễ của vấn đề? Bởi vì mọi người ở đây không ai biết bao giờ thì phong tỏa mới chấm dứt. Họ cần tìm một cách để giải tỏa. Bị nhốt trong nhà trong vòng 7 ngày, không được bước ra khỏi cửa, cũng không được nói về lệnh cấm ra ngoài của khu phố. Tình hình này không thể tiếp diễn mãi được. Nếu không sẽ có điều không hay xảy ra. Tại một số chung cư, cửa nhà bị khóa từ bên ngoài do phát hiện có ca nhiễm. Nếu ai tự ý ra ngoài, quân đội hoặc máy bay không người lái có gắn loa hoặc chó robot được huy động để yêu cầu người dân tuân thủ. Cho đến nay, hàng triệu cư dân Thượng Hải vẫn bị giam lỏng tại gia, ngay cả khi chính quyền thông báo giảm bớt các hạn chế về phong tỏa. Thực phẩm và thuốc men trở nên khan hiếm do các cửa hàng bị đóng cửa, mạng lưới tiếp phẩm bị đình trệ. Đối với New Jaffay, đây là lần thứ 5 cô bị cách ly kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tôi muốn có một lời giải thích khoa học và có lý từ chính phủ thay vì đưa ra số ca nhiễm gia tăng mỗi ngày. Tôi hy vọng rằng chính phủ có thể nói với chúng tôi tình hình tiếp nhận và điều trị tại các bệnh viện tạm thời, thay vì hứa rằng họ sẽ chuyển và xét nghiệm người bệnh kịp thời. Tôi hy vọng các thủ tục rõ ràng hơn và có những dự báo rõ ràng về việc dịch bệnh đạt đến đỉnh điểm và khi nào thì cuộc sống cách ly của tôi kết thúc. Hôm 14 tháng 4, Thượng Hải cho biết có thêm 27.000 ca nhiễm mới. Những ai tiếp xúc với người bệnh, dù có triệu chứng hay không, đều bị ép buộc đưa đến khu cách ly. Khoảng 200.000 bệnh nhân đang ở trong điều kiện khắc khổ, tách biệt với thế giới bên ngoài. Cho đến nay, thành phố vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ca tử vong nào. Chính phủ Trung Quốc cho biết không có ý định từ bỏ chiến lược không COVID.